Kính lạy Thiên Chúa ba ngôi, lòng chúng con rung động dưới ân sủng và tình yêu Thiên Chúa đã đối với mỗi chúng con. Ngài không những tạo dựng chúng con, bảo toàn sự sống chúng con, nhưng Ngài đã cứu chuộc chúng con và Ngài còn kết trị chúng con lại trong thân thể của Ngài là hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, một con cái yêu dấu của Chúa đã được Chúa ban phước trong gia đình của bà cụ, ông bà cụ Phạm An. 12 người con, một người con trưởng đã biết yêu mến kính sợ Chúa từ khi còn trẻ tuổi. Và suốt cả cuộc đời, bao nhiêu công việc mà Chúa đã nói dùng trong công việc nhà Chúa mà các đệ tớ con cái Chúa đã ghi nhận, đã nhắc nhở, làm chúng con rất cảm động. Và tạ ơn Chúa vì đời sống đó đã được Chúa tiếp rước về thần linh hồn trong nơi vinh hiển của Chúa. Bây giờ chúng con hiện chung ở đây, chúng con nhận được sự dạy dỗ nhắc nhở như Chúa dạy chúng con, thà đến nhà tăng chế hơn là đến nhà yên tĩnh. Chúng con được nhắc nhở lại cho chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con là tôi con Chúa có mặt trưa hôm nay, để mỗi lòng chúng con cứ yêu mấy Chúa, kính sợ Chúa và trung tín phục vụ Chúa và nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Bây giờ chúng con cầu nguyện đặc biệt Chúa tham viếng yên ủi tham viếng bà cụ quả phụ Phạm An và các con gái trong gia đình, các em, các cháu và toàn thể tăng quyến đương đứng trước mặt Chúa đã hát lên lời tạ ơn Chúa, và Chúa đã nói dùng và Chúa đã dùng mỗi chúng con. Xin Ngài yên ủi nâng đỡ tăng quyến và Chúa dùng hết thảy chúng con cầu nguyện để Chúa dùng mỗi người trong gia đình, con cháu của ông bà cụ và bà Phạm An còn ở lại đây. Xin Chúa yên ủi nâng đỡ từng ngày, từng giờ, từng phút. Và Chúa ban ơn cho con cháu hết lòng kính sợ Chúa để lo chăm sóc cho mẹ, cũng như yêu thương nhau và mỗi một chúng con yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Cảm ơn Ngài. Chúng con tạ Chúa và xin Ngài ở với hết cả các tôi tớ con cái Chúa là những người biết đến chị Phạm Thị Na mà không có mặt buổi sáng nay. Xin Chúa cũng dùng điều này để nhắc nhở yên ủi và giúp cho chúng con trung tín với Chúa, để chúng con nắm chắc lời Chúa hứa với chúng con. Chúng con được gặp lại chị ở trong nước vinh hiển của Ngài. Và Chúa sẽ là đấng ban phần thưởng cho mỗi chúng con tùy theo công việc chúng con làm. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiện chung cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Sự thương yêu và chăm sóc quý vị dành cho chị trong những ngày qua, những năm tháng hợp tác cùng với thánh ở đây, thăm viếng giúp đỡ và có người đã từng dâng hiến tặng cho chị. Chúng tôi cũng cảm ơn họ hàng thân bằng quyến thuộc bạn bè đã bỏ từ giờ từ những nơi rất xa đến đây để tiễn đưa chị chúng tôi về nước Chúa. Chúng tôi cũng cảm ơn tấm tình của quý vị đã điện